Rồi nữa Iseki 2810 chết luôn. Kế bên này thì mấy con sướng nữa. Sau lưng thì 5310 mệt luôn. Có cơm có cháo nữa kìa, có tay đâu rồi, móc bụng chết chưa. Còn tưởng đâu là chú ở bên sông, qua bên sông như mùa rồi cũng có con 5310 á. Dạ máy kia của anh ông đó, ông Tình Bảo hay gì á. Dạ họ làm cái khúc dưới này đúng không, vạt này đúng không. Cái ông mới cài trước rồi. Đi quay phim, quay mấy cái máy làm đồng mình nè, lên luôn rồi. Còn phải kéo vàng đấy, vàng sớ nước mà chú, vàng có con gùa đó, vàng sớ nước rồi phải không? Vàng đó như 10 mấy triệu đó hả? Dạ hồi mùa rồi con có gặp ở dưới Phú Thọ, ở dưới cũng loại này nè, mà cái hộp xích nó dài, hộp xích nó chèn ở trong chỗ cá tắc ra luôn. Còn máy tay nữa, máy tay đang móc bụng. Kéo rồi kìa. Mấy tay tự lên được. Lốc đen tự chờ.